bên trong đây là món cháo lọc. Cái bên đây thì há cảo bột chiên. Trong đây bán nhìn thấy rất là đẹp lắm, rất là đông luôn. Hello, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là công trường Quách Thị Trang ngày xưa và bây giờ, đó là cái công trình metro, tàu ngầm, tàu điện, nhưng bây giờ vẫn chưa xong á. Bên đây chúng ta thấy đó là chợ Bến Thành. Và hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng cái đường, cái khu phố ăn uống đường Phan Bội Châu, bên cửa đông chợ Bến Thành nha. Thì để xem một cái con phố ăn uống về đêm nó náo nhiệt như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nha. Nhân đây em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày nha. Mỗi khi đi làm mệt mỏi về, chúng ta bật tivi lên và xem những khung cảnh ở Sài Gòn ngày và đêm, những con phố náo nhiệt, những hàng quán, những góc phố, những ngôi nhà xưa. Theo tiếng này là đường Lê Lai. Chúng ta sẽ đi về Võ Tánh, rồi chợ Thái Bình. Ở đây có những cái chú chạy xe xích lô. Chúng ta thấy chú chạy rất là vắng, ít người đi lại. Bây giờ xích lô cũng ít người chuộng, ít người đi rồi. Tại vì ví dụ như người ta đi có cặp có đôi thì một chỗ thì cũng hơi bất tiện ha. Đó, chúng ta sẽ đi quẹo phải. Quẹo phải theo cái tuyến đại lộ Lê Lợi này. Ngày xưa đây là đại lộ Lê Lợi và bây giờ nguyên con đường này là làm cái công trình rồi. Chúng ta không có nhìn thấy trọn vẹn nguyên con đường được bởi những cái bức tôn, nó tấm tôn này nè, vách ngăn này nè. Nhưng mà công trình này sẽ hy vọng là sẽ xong sớm để chúng ta nhìn lại con đường ngày xưa của mình nhé. Đầu chợ thì chúng ta thấy bán rất là nhiều quần áo bên trái bên phải và phía sau những cái dãy bên phải này là những cái hàng quán ăn uống. Và chúng ta sẽ đi ngang đó ha, để mình xem con phố này náo nhiệt cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta thấy cảnh người đi lại mua sắm, đa phần ở đây là khách du lịch, khách phương Tây, người nước ngoài không thôi, rất ít người Việt ha. Vì họ ở gần khách sạn ở đây, rồi tối họ đi ra đây mua sắm. Ngay góc đường Lê Lợi, Phan Bội Châu đây, chúng ta sẽ đi cái dãy bên trong. Bên trong đây là món cháo lọc. Cái bên đây thì há cảo bột chiên.
phần lớn là phục vụ cho những anh chị buôn bán ở đây nè, rồi họ đói bụng họ ra đây họ ăn. Bánh ướt bánh cuốn à, tiếng rau nghe não nề quá. Và con đường này là đường Lưu Văn Lan à, con đường này chuyên bán giày dép nè. Và chúng ta đi ra cái con mặt đường Phan Bội Châu nha. Mình ra đây cũng có những cái quán ăn rất là đông, nhưng mà đa phần là người nước ngoài thôi. Đây là cửa đông. Con đường này cũng thuộc về con đường xưa của Sài Gòn. Những du khách Hàn Quốc đây họ buôn bán những cái đồ lưu niệm. Bên đây là những hàng quán ăn uống tấp nập lắm nè. Bữa nay Sài Gòn thì không có mưa nên thành ra trời đẹp, bà con đi du lịch mua sắm rất là nhiều. Ngoài những cái khu này thì một xíu nữa chúng ta sẽ đi đến cái đường Nguyễn Trung Trực. Hình như không phải Nguyễn Trung Trực. Để xem chúng ta đến đó có đường gì em tự nhiên quên tên. Cũng bán rất là nhiều đồ ăn, đó là phố ăn uống street food. Thẳng phía trước chúng ta đó là đường đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Thánh Tôn nối dài từ đường Cường Để, Hãng Tạo Ba Son cho đến vòng xoay Bùng Binh Ngô Tuần Châu. Nhìn lại ngôi chợ của chúng ta đây rất là đông đúc tấp nập. Mình nhìn đây xem cho vui thôi, chứ thật ra ở đây bán đa phần phục vụ cho khách nước ngoài. Nên có nhiều cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh đó lên đây và đều có một nhận xét chung, đó là chợ này rất là đắt. Nhưng mà chúng ta đi du lịch mà có đắt tí xíu cũng không sao, vui thôi. Đi mua này mua kia ủng hộ. Đây là bên mặt đường Lê Thánh Tôn, bán ở đây bán quần áo nè. Giống như trong chợ Tân Bình vậy đó. Nhắc đến chợ Tân Bình em mới nhớ, để hôm nào em sẽ rảnh rỗi em sẽ đi đến chợ Tân Bình để bà con cô bác mình xem chơi cho vui nha. Khi mình muốn mua những cái đồ
quần áo rồi tặng người này tặng người kia đó. À, thì mình đi chợ Tân Bình mua rất là thích hợp. Canh bữa nay tôi không có ăn gì hết. Kia là giao lộ Thủ Khoa Huân, lúc nãy em nói nhầm là Nguyễn Trung Trực. Đây giao lộ Thủ Khoa Huân và Lê Thánh Tôn. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về đường Cường Để hãng tàu Ba Son nè. Nhưng mà đường này là đường một chiều nên mình không có nếu mà đi xe thì không có đi được như vậy ha. Chỉ có đi bộ thì được. Và bên đây chúng ta thấy có một dãy nhà rất là xưa. Và phía sau dãy nhà này có một cái con phố ăn uống rất là đông đúc và tấp nập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ngang đó ha, để xuống thông tin để có dịp các anh chị bạn bè về Sài Gòn và chúng ta có nơi để mình tham khảo. Cũng có rất là nhiều anh chị nói em bữa nào đi cái con đường Lê Anh Tôn này để xem cái khung cảnh như thế nào. Tự nhiên bữa giờ em chưa có đi trọn vẹn cái cung đường này, chỉ có đi khu vực này thôi. Để hôm nào sẽ thực hiện cái video đó ha. Ở đây cũng có rất là nhiều phòng cho thuê và khách sạn, nhà cho thuê nguyên căn cũng có. Để hôm nào sẽ làm cái video đó để các anh chị các bạn tham khảo ha. Chúng ta sẽ quẹo qua cái đường Thủ Khoa Huân này. Không biết ngày xưa là đường này tên gì nhưng mà bây giờ là Thủ Khoa Huân, với những cái dãy nhà rất là xưa nè. Rồi chúng ta đi tới tí nữa nha. Cái street food của chúng ta bên tay phải, rất là nhiều người nước ngoài ở đây. Và ở đây bán trái cây cũng rất là nhiều, trái sầu riêng, trái măng cục, trái chôm chôm, rồi bưởi, cam, xoài, quýt, mận. Kế bên thì có những cái quán pizza. Ở trên thì có cái trên lầu của một cái dãy nhà xưa này. Ở bên kia đường thì bán cũng rất là nhiều trái cây nè. Sài Gòn về đêm thì nhìn thấy những hình ảnh lung linh sắc màu, rất là đẹp ha. Ở đâu cũng vậy, khi mà về đêm thì đèn đủ màu hết. Đây có cái quán nhậu Jimmy Chicken. Và đây street food của chúng ta đây rất là đông các người nước ngoài, họ ở khách sạn gần đây và tối tối họ đi ra đây để nhâm nhi vài chai. Rất là đông luôn. Để chúng ta đi vô đây xem thử nha. Trong đây bán nhìn thấy rất là đẹp lắm, rất là đông luôn. Hello. Barbecue, fast food. やっぱなんちゃらに頼むく。
Tụi này rất là nhiều người luôn, quá có cả trên lầu nữa. Đa phần là khách Tây. Đây có ba dãy, ba dãy chúng ta đi. Chúng ta đi ra mặt đường lại nha. Thank you. Ra đây quẹo phải, chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Du. Cuối đường kia là Nguyễn Du ha. Và ngay đây là giao lộ Lý Tự Trọng và Thủ Hoa Huân. Ngày xưa là con đường Gia Long đó. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về hãng tàu Ba Son và đường Cường Để. Ngày nay là đường Tôn Đức Thắng ha. Và khu Triệu Đô, bữa hôm có đi một vòng trong đó cho các anh chị và các bạn xem rồi đó. Cuối đường này là khu Triệu Đô ha. Đó là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh đó. Bây giờ chúng ta đi một đoạn Thủ Hoa Huân này nữa để đi đến đường Nguyễn Du. Con đường Thủ Hoa Huân thì không có dài, chỉ một đoạn từ cửa Bắc chợ Bến Thành cho đến đường Nguyễn Du thôi. Thì một đoạn bán street food và một đoạn bên đây là khách sạn, spa, massage, hotel. Bên đây cũng có những cái dịch vụ làm nail, làm tóc. Bên kia là những cái dịch vụ spa, rồi công ty du lịch, rồi cửa hàng tiện lợi. Ở khu vực này thì rất là yên tĩnh. Phía bên kia là đường Quyền Trân Công Chúa. Ngay chỗ đó có cà phê Dinh Độc Lập á. Phía sau Dinh Độc Lập bữa có review cho các cô chú anh chị bạn xem rồi đó. Khách sạn. Lưu. Khách sạn 3 sao. Anh và em hotel. Bên kia là đường Nguyễn Du và con đường có lá me bay, con đường rất là mát ban ngày ha. Rồi một số hình ảnh ở khu vực cửa Đông chợ Bến Thành và đi đến đường Thủ Hoa Huân. Những cái hình ảnh Sài Gòn nhộn nhịp tấp nập với những hàng quán ăn uống về đêm. Gửi đến các anh chị và các bạn có dịp chúng ta lại có thêm một cái địa điểm nữa để mình tham khảo khi đến Sài Gòn. Rồi video của em cũng dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV nha.
đường Nguyễn Du, bên kia là Dinh Độc Lập, với những có mấy nhà nghỉ trong đó nữa, cà phê. Bên kia là đường Quyền Chân Công Chúa, và bên tay trái thì sân vận động Nguyễn Du, hồ bơi lao động.